trên thế giới có một bộ phim tiếng Hoa bị coi thường. Nó đến từ Malaysia. Trong những bộ phim này, tất cả mọi người đều nói tiếng Trung Quốc. Tôi quen mấy em gái Ấn Độ. Giới thiệu cho mọi người nhé. Những bộ phim này luôn có sức quyến rũ độc đáo. Có một người từng bình luận thế này, tạo ra năng lượng mà chúng ta đã từng có. Nếu bạn muốn cảm nhận một cách yên ổn, thì mời bạn xem nó. Nó có tên là Ánh Sáng. Hai anh em diễn viên chính đều là những người làm phim điển hình. Người em làm phục vụ ở một quán rượu tồi tàn, còn người anh vừa bắt đầu đã đi phỏng vấn xin việc. Anh ấy tự giới thiệu về bản thân mình, được người em viết lên tay: chào mọi người, tôi là Văn Quang. Năm nay tôi 27 tuổi, bình dị dễ gần, giúp người làm vui. Người em muốn anh ấy dù gặp ai đều giới thiệu bản thân bằng câu này, vì Văn Quang mắc bệnh tự kỷ. Nói như vậy thì người ta sẽ dễ dàng thấu hiểu những hành động kỳ lạ của anh ấy hơn. Nhưng người thấu hiểu không nhiều, đại đa số mọi người đều không chấp nhận anh ấy. Anh ấy khó nói chuyện quá. Hôm đó phỏng vấn ở cửa hàng hoa, vì bà chủ nói cậu không thích hoa thì cậu đến cửa hàng hoa làm gì. Văn Quang đứng dậy bỏ đi luôn. Văn Quang nói việc đi phỏng vấn thất bại cho người em biết. Người em không vui chút nào. Công việc ở cửa hàng hoa chỉ có cắt cành lá, đơn giản như vậy mà cũng không làm được, vậy thì làm thế nào? Anh ấy thật sự mong người anh đi làm thêm. Như vậy áp lực trên vai anh ấy sẽ bớt đi một chút. Để chăm sóc cho bản thân và anh trai, anh ấy sẽ hy sinh rất nhiều. Gần đây đến bạn gái cũng chia tay. Dù sao yêu đương cũng cần đến tiền. Phải làm thế nào thì Văn Quang mới đi làm thêm đây? Hôm đó khi người em nghe Văn Quang muốn mua piano, thì anh ấy nói chỉ cần anh đi rửa bát thì em sẽ mua cho. Văn Quang nghe xong liền rất vui, đồng ý đi rửa bát. Từ đó Văn Quang đi rửa bát cho một sạp đồ ăn Việt Nam bên cạnh quán rượu của người em. Công việc này còn vất vả hơn ở cửa hàng hoa, luôn phải ngồi ghế thấp, ngồi lâu sẽ đau lưng. Nhưng anh ấy tay chân vụng về, còn rửa cả mặt mình, nên luôn bị bà chủ mắng. Nhưng Văn Quang là người có lý tưởng. Khi anh ấy đến cửa hàng piano, anh ấy phát hiện lý tưởng của anh ấy rẻ nhất cũng phải 3.000, mà lương mỗi tháng của anh ấy là 400. Văn Quang ngốc thật đấy. Cho đến một đêm, Văn Quang ở bên cạnh quán rượu, nghe tiếng người khác nâng ly. Âm thanh ấy như một dòng điện kỳ diệu, tác động vào tâm hồn anh ấy, khiến cho anh ấy lóe lên một suy nghĩ thiên tài. Từ đó anh ấy quyết định bỏ piano, đi sưu tầm đồ thủy tinh. Ly thủy tinh đầu tiên là anh ấy lấy từ sạp hàng về. Cái thứ hai cướp được của người ăn xin bên đường. Cái thứ ba anh ấy tìm được khi cùng em trai đi mua bể cá. Anh ấy muốn em trai mua cho mình, nhưng em trai chỉ đồng ý mua bể cá. Người anh còn cầm thêm ống hút thì không mua nữa. Mặc dù chỉ 10 đồng, nhưng anh ấy vẫn muốn tiết kiệm chút tiền đó. Nói với người anh muốn dùng thì dùng của em này. Rất nhanh Văn Cường được phát lương rửa bát 400 đồng. Em trai lấy 140 đồng, đưa cho anh trai 260 đồng. Anh ấy còn bảo anh trai mời mình ăn đêm, chỉ 6 đồng 5. Nhưng Văn Quang tiết kiệm không mời. Sau đó Văn Quang giàu có đến một cửa hàng đồ thủy tinh đã qua sử dụng, mua điên cuồng. Sau khi mua xong, Văn Quang rất vui, bày hết chúng ra ở cửa hàng mì. Ở đây, Văn Quang gặp được cô gái từng quen ở cửa hàng piano. Cô gái rất dịu dàng, đồng ý nghe Văn Quang nói. Cô ấy bất ngờ phát hiện Văn Quang tự kỷ có một tài năng thiên phú đặc biệt. Văn Quang bị tự kỷ có tài năng thiên phú độc đáo, âm chuẩn tuyệt đối. Anh ấy có thể nghe ra tần số và âm điệu của mỗi âm thanh, đúng là lợi hại. Văn Quang nói âm của mỗi chiếc cốc đều không chuẩn, phải cắt đi một phần mới được. Thế là cô gái giúp Văn Quang tìm dụng cụ cắt thủy tinh. Thế là Văn Quang bắt đầu dùng cách đó để sửa cốc thủy tinh của mình. Mỗi ngày một chút, anh ấy vui vẻ như phát hiện ra điều gì tuyệt vời lắm. Cuộc sống tốt đẹp không kéo dài. Hôm đó Văn Quang bị bà chủ mắng, bị người em nhìn thấy, anh ấy xông ra để bảo vệ anh mình. Thì biết được Văn Quang ăn trộm cốc thủy tinh của bà chủ, không chỉ bị ăn một trận mắng, lại còn bị đuổi việc. Người em rất tức giận, nói với anh trai tuyệt đối không được trộm đồ. Văn Quang đồng ý. Từ đó Văn Quang trở thành người không có nghề nghiệp, ngày ngày đi bộ trên phố, gặp được những cốc thủy tinh mà mình thích. Nhưng vì lời hứa với em trai, anh ấy đành hét lên một tiếng, rồi nhịn nhục rời đi. Không lâu sau, người anh lại tìm được một công việc, đó là lau bàn ở một quán cà phê. Lần này Văn Quang ăn mặc rất gọn gàng, giày da tất đen, quần tây áo sơ mi, đầu tóc chải rất đẹp. Đến quán cà phê, lần này Văn Quang không mắc một lỗi nào, nói rất chính xác rõ ràng, cũng làm theo yêu cầu của em trai, trả lời đúng những câu hỏi của đối phương. Nhưng người phỏng vấn nói, chúng tôi sẽ cho anh biết sau. Mặc dù Văn Quang bị tự kỷ, nhưng anh ấy không ngốc, anh ấy biết đối phương không muốn nhận mình lắm. Thế là anh ấy hỏi câu mà chúng ta đều muốn hỏi, tại sao cô không thể cho tôi biết ngay bây giờ? Khi đối phương nói anh ấy không phù hợp, Văn Quang hét lớn, rồi bỏ chạy. Anh ấy vô cùng chán nản, tại sao mọi người đều không thể nhận anh ấy? Nhưng khi anh ấy đi qua cửa hàng đồ thủy tinh, anh ấy nhanh chóng bị thu hút. Một chiếc bát thủy tinh to, độ rộng phù hợp, độ dày cũng vừa phải. Gõ nhẹ một cái, là âm thanh mà anh ấy tìm kiếm mấy lâu nay. Anh ấy kích động cầm lên nhìn, 1.799 đồng Malaysia. Đây là cái giá anh ấy không thể nào trả được. Về đến nhà, vì phỏng vấn thất bại, bị em trai mắng cho một trận, em trai ngày càng mất kiên nhẫn với anh ấy. Lúc nào cũng cảm thấy anh ấy chưa đủ cố gắng, cố ý phá công việc. Nhưng Văn Quang nói năng không tốt, nên không thể nào giải thích được. Ngày hôm sau, khi Văn Quang ra ngoài, nghe thấy âm điệu cuối cùng trong bao rác. Đây là âm thanh anh ấy tìm kiếm bấy lâu. Nhưng nhân viên không nghe anh ấy gào thét, vứt hết rác lên xe. Thế là anh ấy mạo hiểm, treo lên phía sau xe rác, đi thẳng đến trạm xử lý rác.
nơi đây toàn mùi hôi thối, đầu đầu cũng ô nhiễm, nhưng Văn Quang không quan tâm, trong đống rác chồng lên như núi, anh ấy mới từng tí một tìm kiếm. Anh ấy tìm được một chiếc ly thủy tinh nhỏ. Anh ấy coi nó như ngọc, anh ấy vui vẻ hét lên, nhưng khi về đến nhà, anh ấy phát hiện cảnh sát đến. Nguyên nhân ấy à? Chính là vì cái bát thủy tinh lúc trước. Hôm đó vì phát hiện mình không mua nổi, nhưng vẫn trộm đi. Chủ cửa hàng thông qua camera báo với cảnh sát. Cảnh sát tìm được anh ấy, lần này, em trai nhẫn nhịn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ. Anh ấy tránh ánh mắt của anh trai, lại không đi làm việc, người bốc toàn mùi hôi thối, cũng như hết lần này đến lần khác, mất công việc rồi lại trộm đồ. Tất cả khiến em trai vô cùng thất vọng. Em bảo anh bình thường chút, như vậy khó lắm sao? Anh ấy vừa đánh vừa mắng Văn Quang nhưng vẫn không hết giận. Cho đến khi anh ấy điên lên, đem toàn bộ đồ thủy tinh anh trai sưu tầm từ rất lâu. Văn Quang kêu lên trong vô vọng, cứ nhặt hộp giấy đựng thủy tinh lên. Sau đó anh ấy trốn trong góc khóc. Đêm hôm đó, khi em trai về nhà, phát hiện Văn Quang uống thuốc độc. Khi em trai xông vào phòng Văn Quang, anh trai bị tự kỷ bỏ nhà đi. Trong phòng chỉ còn lại đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Trong đêm mưa, người em đi tìm khắp nơi. Anh ấy vẫn chưa hết tức giận. Thân làm em mà phải nuôi anh từ nhỏ đến lớn. Tình yêu, sự nghiệp đối với anh ấy mà nói đều là những thứ xa xỉ. Anh ấy chỉ quan tâm làm thế nào để hai anh em đủ sống. Chưa bao giờ có ai hiểu được nỗi khổ của anh ấy. Anh ấy nói, vì anh trai mà cả đời này anh ấy sẽ thất bại. Anh ấy đi hỏi những người trước đây từng gặp anh trai. Bà chủ cửa hàng hoa, ông chủ cửa hàng kim loại, bà chủ quán cà phê. Anh ấy phát hiện anh trai trước đây đi phỏng vấn, anh ấy đều ngoan ngoãn đi. Nhưng những người này không nhận anh ấy. Người em đi khắp các con phố ngõ nhỏ, nhưng vẫn không thấy. Anh ấy nhớ ra người bạn duy nhất của anh trai. Anh ấy đợi một ngày một đêm ở trạm xe, cuối cùng cũng đợi được. Nhưng cô ấy cũng không có tin tức của Văn Quang. Cô ấy chỉ nói một câu. Mặc dù anh ấy không giống như những người bình thường, nhưng trong thế giới của anh ấy, nhất định có một phần có thể chấp nhận được. Người em trai đứng ngây người, nhìn cô gái ở cùng học sinh của mình. Anh ấy bỗng hiểu ra tại sao cô ấy lại làm bạn được với anh trai mình. Vì cô ấy có thể chăm chú lắng nghe người khác nói, bản thân mình lại chưa bao giờ làm được. Bên kia Văn Quang lang thang trên đường, lấy trộm cơm thừa của người khác để no bụng. Ngày ngày ngủ dưới gầm cầu. Mặc dù cuộc sống vất vả, nhưng anh ấy lại bắt đầu sưu tầm đồ thủy tinh lại, lau sạch kính để chắp nối ước mơ của mình. Cho đến một hôm khi người em thất thần về nhà, phát hiện người anh ngồi trên chiếc ghế thấp đợi mình. Văn Quang đến mượn em trai ống hút, vì trước đây em trai đã từng đồng ý. Giọng điệu của Văn Quang rất bình thường, người gầy đi, quần áo bẩn thỉu không nói. Dường như anh ấy chưa bị em trai mắng, dường như quan hệ của anh ấy và em trai chưa bao giờ thay đổi. Thế là em trai cũng trả lời như người bình thường, ở bên đó anh tự lấy đi. Thế là Văn Quang cầm ống hút vào phòng. Anh ấy ngồi trên ghế sofa thở phào nhẹ nhõm, về nhà là tốt rồi, áp lực thế nào anh ấy cũng có thể chấp nhận. Mà lúc này có tiếng nhạc vang lên. Anh trai đang diễn tấu trong phòng. Em trai mở cửa phòng ra, thấy anh trai dùng rất nhiều ly thủy tinh, tạo ra một cái đàn độc nhất vô nhị, và sử dụng để chơi một giai điệu độc đáo trên thế giới. Nhìn anh trai, anh ấy nhớ ra ánh mắt khi anh trai sưu tầm thủy tinh, vô cùng vui vẻ. Anh ấy chưa bao giờ quan tâm âm nhạc, đến nay lại có thể biểu diễn một bản nhạc hay cho người em. Em trai khóc anh trai bị bệnh tự kỷ, nhưng anh ấy lại cảm thấy bản thân mới là người thiếu sót. Bộ phim được cải biên từ chính trải nghiệm của đạo diễn với người anh trai bị bệnh tự kỷ. Người anh trong thực tế là một người tự kỷ thiên tài, giỏi âm nhạc, lại là giáo sư toán học. Em trai đem bộ phim này dâng tặng cho anh trai. Em gái của họ là ca sĩ, dùng ca khúc anh ấy viết đều thể hiện tình yêu với anh trai. Bộ phim nhưng có nhiều chi tiết tôi chưa bình luận tới, ví dụ như người em âm thầm mang đến tình yêu cho anh trai sau khi anh ấy bị bọt dính mắt. Hôm sau anh ấy có luôn một cái kính bảo hộ. Ví dụ xe đạp của người anh luôn có bánh phụ, vì người tự kỷ có lúc không điều khiển được cơ thể của mình. Nếu mọi người muốn cảm nhận hết sự ấm áp thì nên ra rạp xem ngay. Có thể nói đây là bộ phim dành cho những người yêu nhau đi xem cùng nhau. Vì ánh sáng thực sự chính là thứ ánh sáng soi chiếu bản thân. Nó chiếu sáng con đường phía trước, bừng sáng ngôi nhà của mình lên. Ánh sáng vừa là một bộ phim cũng là một bài hát, cũng có thể là một bữa cơm tối, một cái ôm.